Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày mùng 10 tháng 2 năm 2016 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, tức ngày mùng 3 Tết Bính Thân. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đông đảo du khách thập phương về dâng hương tại cụm di tích Vô Hiến. Huyện Phù Cừ nông dân xuống đồng chuẩn bị gieo cấy vụ xuân. Giá rau xanh tăng mạnh trong những ngày Tết. Tổng hợp nhanh tình hình trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong những ngày Tết. Tiên Lữ, nhiều người con xa quê chung tay xây dựng nông thôn mới. Nét đẹp ngày mùng 3 Tết Thầy. Bánh cuốn mễ sầu huyện Văn Giang, nét cuốn hút riêng ẩm thực ngày Tết. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi dù trong ngày Tết, bà con nông dân các địa phương huyện Phù Cừ huy động máy móc ra đồng làm đất chuẩn bị cho sẵn sàng bước vào gieo cấy vụ xuân 2016. Hiện các sông trục dự trữ đủ lượng nước phục vụ cho bà con nông dân sản xuất, các địa phương đang tập trung huy động máy lồng bừa làm đất giữ nước. Vụ xuân này, các xã thị trấn gieo cấy 100% trà xuân muộn, chủ yếu cấy mạ dày xúc, mạ trên nền đất cứng và gieo thẳng, với cơ cấu trên 60% diện tích lúa chất lượng, với các giống chủ lực Nếp Thơm Hương Yên, Nếp 8797, Bắc Thơm số 7 RVT, Thiên Ưu 8, còn lại gần 40% diện tích cấy lúa cao sản và các giống TH33 GS9. Hiện nay, các diện tích mạ gieo trên nền đất cứng được bà con nông dân chăm sóc cho cây mạ phát triển nhanh, tập trung gieo cấy theo đúng khung thời vụ tốt nhất. Trong những ngày Tết, giá rau xanh tăng từ 5.000 đến 20.000 đồng 1 kg tùy loại. Năm nay thời tiết không thuận lợi nên một số loại rau xanh bán trước và sau Tết tăng ở mức cao. Cụ thể, rau cần có giá 35.000 đồng 1 kg, hành dọc có giá 30.000 đồng 1 kg, tăng hơn trước Tết 5.000 đồng. Rau mùi 30.000 đồng 1 kg, tăng 10.000 đồng. Thịt bò 240.000 đồng 1 kg, xương sườn, xương ống từ 100 đến 110.000 đồng 1 kg, tăng từ 10 đến 15.000 đồng. Cá chép 70.000 đồng 1 kg, chấm đen 140.000 đồng 1 kg, tăng từ 10 đến 20.000 đồng 1 kg. Riêng các mặt hàng rau xanh tăng mạnh. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê của công an các huyện thành phố, trong các ngày từ ngày 28 đến ngày mùng 3 Tết, toàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm bị thương 2 người. Để có kết quả trên là do người dân đã nâng cao ý thức trong việc chấp hành luật giao thông khi tham gia giao thông. Cùng với đó là việc tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các lực lượng chức năng và công an các địa phương. Hiện nay đang là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội tại các địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỗi người dân cần nêu cao trách nhiệm, ý thức khi tham gia giao thông. Đồng thời cảnh báo người thân của mình đã uống rượu bia thì không được lái xe, chấp hành nghiêm tốc độ khi điều khiển phương tiện. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì hoạt động tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm nhằm ngăn ngừa và phòng tránh tai nạn giao thông cho nhân dân vui xuân an toàn. Trong khi theo số liệu thống kê tại 3 bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà và Bệnh viện Đa khoa Phú Nối, trong 5 ngày từ ngày 28 đến ngày mùng 2 Tết Bính Thân, toàn tỉnh có 152 ca nhập viện do tai nạn giao thông, trong đó hơn 40% bị chấn thương sọ não. Số ca nhập viện do tai nạn giao thông tập trung nhiều tại Bệnh viện Đa khoa Phú Nối với 95 ca, Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên và Đa khoa Hưng Hà là 57 ca. Đa số tai nạn xảy ra vào ngày 28 và 29 Tết với tổng số 105 ca. Ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán, số ca tai nạn ít hơn nhưng có đến 80% bị chấn thương sọ não và đa chấn thương như gãy xương đùi, vỡ xương sọ, máu tụ trong não. Nguyên nhân là do ngày Tết người điều khiển phương tiện giao thông không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, nhiều ca nhập viện do tự ngã xe máy khi đi chúc Tết uống nhiều rượu bia. Đa số các ca nhập viện do tai nạn giao thông tuổi đời còn khá trẻ, cá biệt có trường hợp đang là học sinh cấp 3. Tết cổ truyền là dịp để gia đình, bạn bè họp mặt và chúc nhau những điều tốt lành, thế nhưng trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra nhiều vụ ẩu đả trong không khí vui tươi những ngày đầu xuân. Thống kê tại các bệnh viện Đa khoa Hưng Yên và Đa khoa Phú Nối, từ ngày 28 tới ngày mùng 2 Tết âm lịch đã có 13 ca nhập viện do đánh nhau. Trong đó bệnh viện Đa khoa Phú Nối có 6 ca, bệnh viện Đa khoa Hưng Yên 7 ca. Tập trung nhiều vào ngày mùng 1 Tết có 4 ca nhập viện, mùng 2 Tết có 6 ca nhập viện. Đáng lưu ý trường hợp bệnh nhân 21 tuổi ở Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi bị đâm thủng phổi vì mâu thuẫn tiền bạc. Bệnh nhân ở Phùng Hưng, huyện Khoái Châu bị đâm vùng ngực và lưng có hiện tượng khí tràn màng phổi do mâu thuẫn lúc đi uống rượu cùng bạn bè. Đa số các ca đánh nhau đều xảy ra lúc đêm khuya. Ngày mùng 2 Tết Nguyên đán,
một cháu bé 9 tuổi ở phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên đã phải nhập viện do chơi pháo nổ. Cháu bé được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên trong tình trạng bị nát 5 đầu ngón tay bàn tay trái. Ngón tay cái tổn thương sâu tới xương. Nguyên nhân vụ tai nạn là do một người em họ 8 tuổi từ xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ lên chúc Tết có mang theo một quả pháo nhặt được ở đường. Sau đó, hai anh em đốt pháo và xảy ra tai nạn. Qua vụ việc này là bài học về sự nguy hiểm của pháo nổ cho các bậc phụ huynh và các em nhỏ, đồng thời đặt ra vấn đề về công tác tuyên truyền quản lý sử dụng pháo, chất nổ ở các địa phương dịp Tết cổ truyền. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày mùng 3 Tết, tại cụm di tích lịch sử phố Hiến như Chùa Chuông, Đền Mẫu, Đền Trần, không kể nhân dân trong tỉnh, tại đây đã có nhiều đoàn khách thập phương đến từ nhiều tỉnh, thành phố về hành hương lễ Phật lễ Thánh, cầu điều tốt lành cho cả năm. Với tâm niệm đầu năm đi lễ chùa để cầu Đức Phật che chở cho bản thân và gia đình được bình an, hàng trăm du khách thập phương đến từ các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam, Hải Dương và Thái Bình đã góp mặt tại cụm di tích lịch sử phố Hiến từ đầu giờ sáng. Đi lễ chùa đầu năm là nét đẹp mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Được biết trong các ngày mùng 4 và mùng 5 Tết tại Văn Miếu Xích Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên sẽ tổ chức triển lãm thư pháp và cho chữ đầu năm. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, với sự chung tay góp sức, quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân huyện, các địa phương trên địa bàn huyện Tiên Lữ đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Góp phần vào thành công đó có sự đóng góp to lớn của những người con xa quê đang hàng ngày hướng về quê hương. Đến nay, huyện Tiên Lữ đạt bình quân 14,57 tiêu chí trên một xã, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới đạt trên 330 tỷ đồng. Ngoài ngân sách tỉnh, huyện trên 275 tỷ đồng, còn có sự tham gia đóng góp tích cực từ nhân dân địa phương, con em xa quê với số tiền 48 tỷ đồng. Đặc biệt trong phong trào làm đường giao thông nông thôn, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ nhân dân với tổng số tiền ủng hộ trên 18 tỷ đồng. Hiến gần 400.000 m2 đất cùng nhiều ngày công và kinh phí mua cát đá làm đường bê tông thôn xóm. Điển hình như tuyến đường bê tông thôn Lương Trụ xã Đức Thắng, trục đường thôn Triều Dương xã Hải Triều làm đường ở thôn Nội Lễ xã An Viên. Nhà nước có hỗ trợ nhưng một phần đây là phần để kích cầu. Còn toàn bộ là nội lực nhân dân đóng góp và đặc biệt là bà con xa quê ở thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội và các nơi đóng góp rất là lớn. Có những gia đình đóng góp gần 1 tỷ đồng như gia đình cụ Đoàn Mạnh Phó. Thế và có ông Vũ Văn May ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế và chị Vũ Thị Bích thì ở thành phố Hà Nội. Tại thôn Nội Lễ, xã An Viên, không khí phấn khởi mừng xuân. Được trò chuyện cùng người dân nơi đây, ôn lại những khó khăn nỗ lực trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ai nấy đều phấn khởi vì bản thân đã đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào phong trào. Đóng góp từ con em quê hương với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự đoàn kết chung tay xây dựng quê hương đất nước. Để thực hiện cái chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương, vừa rồi là tiểu ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là của thôn Nội Lễ, vừa tổ chức xây dựng tuyến đường từ cầu cong đến nghĩa trang nhân dân. Bà con rất đồng thuận là ủng hộ, tổng cái số tiền trong dân thu được là hơn 600 triệu. Bản thân rất là nhiệt tình, rất là tâm huyết, động viên con ở, cháu ở nơi xa, trong dòng họ, trong gia đình để chuyển được những kinh phí về xây dựng cái con đường này. Nhờ phát huy nội lực hiệu quả, thúc đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện Tiên Lữ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, diện mạo nông thôn mới ngày càng đổi thay rõ rệt. Để có được thành công này là do phong trào xây dựng nông thôn mới ở các địa phương đã đem lại, trong đó có đóng góp của nhân dân và từ các con em xa quê hương với tấm lòng hướng về quê hương. Là một trong những địa phương đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, qua gần 5 năm triển khai, Văn Lâm đã đạt được những bước tiến vượt bậc. Bức tranh nông thôn ở Văn Lâm đổi mới, hiện đại đang dần được hình thành trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và văn hóa. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong khi nhiều nơi vẫn đang vừa làm vừa chờ sự hỗ trợ của nhà nước, thì huyện Văn Lâm đã chủ động và có cách làm sáng tạo. Đó là tập trung huy động đa dạng các nguồn lực, trong đó lấy nhân dân làm chủ thể và vận dụng các cơ chế chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ của huyện. Đây được ví như đòn bẩy thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới ở Văn Lâm. Kết quả trong 5 năm qua, huyện đã huy động được trên 200 tỷ đồng đầu tư vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, vốn do ngân sách nhà nước là gần 66 tỷ đồng, còn lại đều do nhân dân tự đóng góp.
nhiều tiêu chí khó thực hiện như đường giao thông, cơ sở hạ tầng, chợ nông thôn, nhưng đã được các địa phương trong huyện thực hiện cơ bản hoàn thành từ nguồn xã hội hóa và đóng góp của nhân dân. Ngoài ra, nhân dân đã hiến hàng nghìn mét vuông đất để mở rộng đường giao thông thôn xóm. Đảng, nhà nước phát động xây dựng nông thôn mới thì được sự chỉ đạo của trên là nhân dân và cán bộ chúng tôi là đóng góp tiền của công sức và sự hỗ trợ nhà nước là xây dựng nông thôn mới, làm bộ mặt nông thôn là đổi mới về cơ sở hạ tầng cũng như là hệ thống giao thông thủy lợi, rồi hệ thống giao thông nông thôn, rồi là vệ sinh môi trường, đường điện, rồi trường trạm học của các cháu, thế rồi là về cả các cái đời sống văn hóa vật chất tinh thần là được nâng lên, nhân dân là rất phấn khởi. Tâm tư nguyện vọng của nhân dân là muốn thay đổi diện mạo của một nông thôn phù hợp với xu thế chung và phù hợp với cái công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nước và phát huy được nội lực trong nhân dân. Chính vì vậy mà chúng tôi đã xây dựng được nông thôn mới cán đích đầu tiên, là một xã cán đích đầu tiên trong huyện Văn Lâm, và đây cũng là một cái nguồn động lực rất to lớn đối với nhân dân chúng tôi. Hiện nay, huyện Văn Lâm đang dẫn đầu về tỷ lệ bình quân các tiêu chí đã đạt với 15,9 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó, có 4 xã là Trưng Trắc, Tân Quang, Đình Dù và Lạc Đạo đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí và được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong năm 2016, hai xã Đại Đồng và Lạc Hồng sẽ phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí để được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tôi nghĩ rằng cái việc mà đạt được cái tiêu chuẩn nông thôn mới là rất khó khăn, rất là vất vả. Xong để duy trì và phát huy được cái hiệu quả mà làm thế nào để cho nâng cao cái đời sống cho nhân dân lại là một điều khó khăn hơn. Chính vì thế chúng tôi đã đưa ra những cái chủ trương, những cái hướng đi cụ thể cho những năm tới, mà đặc biệt năm 2016 chúng tôi đã bàn rất sâu và đưa ra những cái nghị quyết cụ thể để làm sao duy trì phát huy, và mục đích là để nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần cho bà con. Xây dựng nông thôn mới không phải chỉ là điện, đường, trường, trạm là cơ sở hạ tầng, mà mục đích chính là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Xác định mục đích đó, Văn Lâm đã tập trung nguồn lực thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, chú trọng triển khai các chương trình, dự án, đề án hỗ trợ phát triển sản xuất trong nông nghiệp nông thôn, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tăng trưởng và hiệu quả, đẩy mạnh việc chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân. Kết quả này, đến nay nhiều cánh đồng chuyên canh được hình thành và phát triển ở các xã Lạc Đạo, Tân Quang, Đình Dù, Việt Hưng và thị trấn Như Quỳnh, bước đầu đã phát huy được hiệu quả. Với những thành tích đạt được mới đây, nhân dân và cán bộ huyện Văn Lâm đã vinh dự được chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Đây là một cái phong trào có thể nói là được nhân dân đồng tình, ủng hộ hết sức là cao, và huy động được cái nguồn vốn của cả tất cả các cái thành phần kinh tế, đặc biệt là của các doanh nghiệp và của nhân dân đóng góp. Với cái tinh thần quyết tâm cao thì huyện Văn Lâm chúng tôi tập trung lãnh đạo chỉ đạo năm 2016 sẽ có thêm 2 xã nữa đạt chuẩn nông thôn mới, và phấn đấu quyết tâm trong nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 24 đã đề ra là quyết tâm phấn đấu giai đoạn 2015-2020 thì huyện Văn Lâm sẽ trở thành huyện nông thôn mới. Hiện nay các xã ở Văn Lâm đều xây dựng cho mình những kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và củng cố hoàn thiện các tiêu chí cơ bản đạt. Đây cũng chính là kinh nghiệm để Văn Lâm tiếp tục phát huy tính dân chủ, đoàn kết, huy động sức mạnh tập thể từ người dân, huy động mọi nguồn lực, tạo tiền đề vững chắc để huyện sớm về đích nông thôn mới vào năm 2020. Nghề giáo vốn được cả xã hội tôn vinh là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Sau 2 ngày nghỉ Tết, hôm nay, không chỉ những người thầy mà cả những người trò đều hân hoan, xúc động khi trao và nhận những tình cảm quý mến, sự thăm hỏi ân cần trong không khí của những ngày Tết cổ truyền này. Bởi đơn giản, hôm nay là ngày mồng 3 Tết Thầy. Mặc dù đã nghỉ hưu 26 năm, nhưng vào những ngày này, thầy giáo Đoàn Năng ở thôn Hới, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ lại rộng cửa chào đón những người học trò của mình về thăm. Từng công tác tại nhiều trường học trong cả nước, nhưng ngôi trường mà thầy Lăng để lại nhiều ấn tượng nhất và cũng nặng tình nhất là trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo, nơi thầy gắn bó xây dựng trong suốt 10 năm trước khi nghỉ hưu. Hàng năm cứ vào dịp Tết Nguyên đán và 20 tháng 11, không chỉ những người học trò cũ mà cả tập thể ban giám hiệu nhà trường cũng tới thăm hỏi sức khỏe và chúc Tết thầy. Dù đã nghỉ hưu, nhưng thầy vẫn luôn dõi theo từng bước phát triển của nhà trường, vẫn thường xuyên căn dặn các học trò của mình luôn vững vàng trong công việc và trong cuộc sống.
Vui mừng nhất là đến với thầy vẫn khỏe, và mừng hơn nữa là lại được thầy căn dặn, thầy dặn dò, và Tết nào đến cũng được thầy dặn dò về công việc, rồi cả về thầy còn dặn dạy cả về cách sống, đối nhân xử thế, trong tất cả mọi thứ thầy đều dặn dạy cả. Thế và cái quý hóa nữa là chúng tôi lại được đi theo cái nghề của thầy. Vâng, thế thầy chính là cái động lực lớn nhất cho tôi, bởi vì trước đây là khi mà đi học, trong lúc mà khó khăn, trong thời bao cấp, các thầy hết lòng hết sức với học trò. Và chúng tôi muốn một điều là này, mong thầy là khỏe, thầy có sức khỏe, và để chúng con được nhiều lần đến thăm thầy nữa. Với cô giáo Phạm Thị Ninh ở thôn Đông Kim, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tiếng nói cười rôm rả của những học sinh cũ và cả một số đồng nghiệp tới thăm đã giúp cô sống lại những cảm xúc của quãng thời gian công tác. 32 năm gắn bó với sự nghiệp chồng người là 32 năm cô Ninh gắn bó với mái trường Trung học phổ thông Triệu Quang Phục. Rất nhiều học trò bây giờ đã thành đạt, trở thành những kỹ sư, bác sĩ, có người trở thành hiệu trưởng một trường đại học danh tiếng. Những cô cậu học trò lớp 12 từng có một năm được cô Ninh giảng dạy, nay đến thăm cô, được gặp gỡ và nghe kể về sự thành đạt của những học trò thế hệ trước, cũng thấy nhen lên trong mình một quyết tâm cao hơn nữa trong học tập. Rất là vui và hạnh phúc khi thấy các em trưởng thành. À, thực sự là yêu cái nghề của mình. Nếu được chọn lại thì tôi cũng mãi mãi chọn nghề giáo. Và thực sự là thấy cái nghề thầy của mình không bao giờ là uổng công cả. Với những người giáo viên đã về hưu như thầy Lăng, cô Ninh, món quà lớn nhất các em mang tới trong ngày Tết này chính là những tình cảm chân thành, trong sáng của những cô cậu học trò thuở nào. Những tình cảm ấy là sợi dây kết nối làm nên tình thầy trò cao quý muôn đời. Và với những người học sinh, ngày mùng 3 Tết là ngày đoàn viên, ngày trở về với những người cha, người mẹ thứ hai của mình. Thưa quý vị và các bạn, Văn Giang không chỉ nổi tiếng với món bánh răng bừa Phụng Công, mà còn làm vừa lòng nhiều thực khách với món bánh cuốn làng Phú Thị, xã Mễ Sở. Khác với bánh cuốn nổi tiếng của đất Thanh Trì, Hà Nội, bánh cuốn Mễ Sở lại cuốn hút khách bởi sự mộc mạc, dân dã mà lại đậm đà, khó quên. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu điều làm nên nét riêng biệt mà cuốn hút của món bánh cuốn Mễ Sở trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Văn Giang không chỉ nổi tiếng với món bánh tẻ Phụng Công mà còn làm vừa lòng nhiều thực khách với món bánh cuốn làng Phú Thị, xã Mễ Sở. Khác với món bánh cuốn của đất Thanh Trì, Hà Nội, bánh cuốn làng Phú Thị cuốn hút người ăn bởi sự giản dị dân dã mà đậm đà khó quên. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những điều làm nên nét riêng biệt của bánh cuốn làng Phú Thị. Làng quê Phú Thị, Mễ Sở cổ kính xưa kia nay được người dân nhiều nơi biết đến bởi họ là người sáng tạo ra món bánh cuốn rất đặc biệt, bánh cuốn cuộn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến thăm một gia đình đã làm bánh lâu đời ở làng Phú Thị. Dạ thưa cô ạ. Chào cháu. Nhà bác Lê Quang Văn đã có hơn 30 năm làm nghề bánh cuốn. Mỗi ngày hai vợ chồng bác làm hàng nghìn chiếc bánh, đa số cho khách đặt trước chứ không còn bánh mang ra đến chợ. Vẫn là những nguyên liệu dân dã, hạt gạo của làng quê, lá chuối trong vườn, thịt lợn nạc tinh, điểm thêm chút hành phi thơm nước. Nhưng để làm được chiếc bánh cuốn Mễ Sở phải có những bí quyết riêng. Quan trọng nhất là khâu làm bột. Nạc bột phải nạc bao nhiêu dây được bao nhiêu càng ngon mới được. Còn cái bánh không qua cái dây này, cũng cái bột này cứ thích cho họ tráng. Cái đầu mày chấu. Gạo, nghĩa là cái đầu mày mà nó vận đầu mày gạo, thế thì bỏ hết để cho lợn, còn đâu lấy cái bột tinh. Khâu tráng bánh cũng có nhiều nét khác biệt với các loại bánh cuốn khác. Bánh cuốn tráng hai lần, dạ. Cái tráng hai lần này thì bây giờ lớp trẻ tráng điện, thế còn thuộc kiệu thì còn mấy anh em tôi là thuộc kiệu tráng vẫn là than. Tráng than thì nó có đặc điểm là cái bánh nó ngon hơn tráng điện. Đã chín này, đây nha, cô nhìn một di ra một lần đấy. Đấy, cho vào di một lần bột rồi, xong rồi nó chín đi. Đấy, chín thế lại, chín cái lớp bột đầu xong lại cho tiếp lần nữa là gọi là bánh cuốn tráng hai lần. Đấy là tráng hai lần. Đấy. Cả nước Việt Nam này, chỉ có mỗi bánh cuốn mới sở là bánh cuốn, gọi là bánh cuốn cuộn. Nghĩa là như thế nào cả? Thì nghĩa là cuộn tròn. Gọi là bánh cuốn tròn. Sâu kèn. Tròn như cái con sâu kèn. Nó như là cái sâu kèn đấy.
là bánh được tráng sẵn. Khi có khách đến ăn, chủ quán mới xúc từng thìa nhân xào chín, cho vào và cuộn lại một cách cẩn thận như khi người ta gói nem. Bánh cuốn ở đây thì nhân vừa là một này, hai nữa bánh nó dẻo này, nó dai, nó giòn bánh, chứ nó không bị vỡ nát như là các nơi khác, thì ăn nó vẫn có cái độ ngon hơn là các nơi khác. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nông dân huyện Phù Cừ phấn khởi sản xuất trên những thửa ruộng lớn. Huyện Mỹ Hào điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư. Những đổi thay trên quê hương nghĩa trụ huyện Văn Giang. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem.